Alo. Vâng, ta đến với trận thi đấu thứ hai của trận đấu chung kết. Vâng, Per Hit Min Maxe. Vâng, một đội một cặp quần mà khá nhiều tuyển trong bên phía Hà Nam, và bên kia là Rome Seng Katha và Rome. Rồi bên kia là thuộc hệ chém, và kẹp với đó là một một cung Seng cho game thủ Mạnh Hào. Và trận thi đấu này mặc dù bên kia là thuộc hệ là có những con vâng bài đấu Seng có thể đánh chủ lực, nhưng mà thời điểm sớm thì những con vâng loại quân Seng nó hơi xoắn với những đơn vị của Maxe. Và đây là máy của Hoàng Minh Nhi. Một trận đấu mà Hoàng Minh Nhi anh sẽ là người đánh cầm Hitty. Và có lẽ một nhà chém bên trong sẽ là bài đấu dâng BL để cho mình có thể vâng, như để cho mình có thể bài đấu khỏe đến từ Hoàng Minh Nhi. Và đây là máy của game thủ Ronald Tiễu. Vâng, Min Wan. Và ta chờ đợi xem trận đấu này chúng ta sẽ đánh gì. Hiện tại thì về quân chúng ta vẫn có thể thế trận hòa Min Hit. Chúng ta có thể rơi vào đánh thế chủ lực khi hiện tại chúng ta có nhà chém Per. Vâng, nhà chém tuyển Per cũng như là Macedonian. Và đây là máy game thủ Velop. Một trận đấu vẫn Persian. Rồi có voi, nhưng trên kia thêm bãi quả. Bãi quả phụ và đôi voi là đồ ăn thời điểm đầu tiên dành cho game thủ Velop. Rồi, trên này là một bầy hươu. Và đây là màn hình máy cuối cùng, màn hình máy game thủ Macedonian. Vâng, hiện tại là bài đấu mạnh nhất em cũng tìm thấy cho mình là 3 voi, rồi không, ít nhất là 4 voi. Và trận này, như vậy là con voi này. Vâng, một con voi giữa hai nhà, và phần nhất sẽ là người ăn. Và cái bãi quả giữa hai nhà kia game thủ Ronald Tiễu thì phải. Và đây là một trận thi đấu mà game thủ Ronald Tiễu bánh Min Wan. Rồi trận thi đấu mà Tiễu sẽ đánh với 26 dân. Thấy bãi quả rồi mà. Đúng quả cái rồi. Và ta chờ đợi xem liệu rằng Văn Nhất sẽ đánh gì trong trận đấu này. Cầu thủ Ronald Tiễu sẽ đánh gì trận đấu này. Hiện tại tôi thấy đang Tiễu đặt đằng người sóc với 26 dân. Và đằng máy Persian đến từ game thủ Venlop. Một trận đấu mà Venlop anh sẽ chỉ đánh với 22 dân. Và có lẽ trận đấu này ta sẽ là người kích trong 9. Vâng, thêm một bầy hươu. Vâng, ưu tiên ăn hươu là hợp lý khi mà đây là nông dân Persian. Và tuần thi đấu này khả năng cao khi mà vâng, khi mà lên đời ta sẽ là người hơi chậm gỗ. Vâng, như vậy đây trận thi đấu mà game thủ Venlop là người lên đời sớm nhất bản đồ, nhưng mà chúng ta có những tình huống delay khi mà hơi ép lối hơi gỗ trong trận thi đấu này. Và đây là máy Hoàng Mai Nhi. Vâng, Hoàng Mai Nhi trận thi đấu này dường như thời điểm này tham lai rồi thêm một voi. Một tuần thi đấu mà suýt nữa thôi, vâng thiếu chút nữa thôi là mình sẽ dò ngay một con lỗi ngay một con voi ngay gần nhà. Rồi ta quay trở lại với máy của Velop thôi. Trận thi đấu này sẽ là một vâng, giờ có thế mà anh ăn nguyên ăn hoang. Vâng, sẽ là ăn nguyên ăn hoang để có thể sóc những đơn vị đặc đà của người cầm Persian. Giờ là với những loại nông dân mà nhạy cảm như Persian thì đầu tiên anh em cứ và cứ khai thác được bao nhiêu vàng, khai thác thực cứ sóc đều chém đi. Trận thi đấu này đầu cánh. Vâng, không biết là đầu cánh hay là đây trận thi đấu mà Van Vơ là người đi dâng L cũng chưa biết được. Rồi như vậy trận thi đấu này. Vâng, Chip Boy là bài đấu đầu cánh, và đây trận thi đấu mà game thủ người cầm một Van Vơ là bài đấu đi dâng BL. Dường như đây trận đấu mà game thủ người cầm M4 đang có thế bài vâng, có ý định đánh trâu sọc đơn vâng, cho Chip Boy thì phải. Rồi giò của đội bạn đã có mặt tại đây.
Vâng, hai nhà BL đến từ bài đấu của Persian. Trận đấu này lực đang quá khỏe cho game thủ Velop. Rồi, không biết cái bãi vàng của mình đâu. Vâng, bãi vàng của mình đã bo bế cẩn thận chưa? Vâng, như vậy đây là tân dân. Vâng, một tân dân mà game thủ Văn Vờ thì có lẽ sẽ phải nằm ngay những tân dân này. Vâng, rất đông dân của game thủ Văn Vờ. Một bãi vàng và cũng như là một khoảnh quả của Văn Vờ sẽ phải nằm xuống. Vâng, mặt bên này có khoảng tầm vâng 7-8 dân. Vâng, Văn Vờ trận đấu này cầm Roman và khả năng như vậy đoạn cũng đã tơ cấu cho mình cái bánh xe. Vâng, tham lai là 29, nhưng mà vẫn là những tân lạc đào sóc rất đều đến từ game thủ Velop. Vâng, Ronan Tiễu thì sao với bài đấu Minh Oan? Vâng, với trận đấu này đánh với 26 dân và game thủ Tễu là người đánh vâng đánh lạc đà. Vâng, có lẽ tình huống sóc dân để đánh lừa cảm giác của game thủ bên phía Liên Quân. Vâng, 26 dân ta vẫn là người chơi lạc đà và có tình huống công cả lên đây. Vâng, cánh trong này đó chính là cánh của game thủ màu 1 và màu 3. Màu 3 trong cánh, như vậy cánh bên này là cánh của ông 3, ông 1 và ông 4. Và ông 2 trận đấu này là game thủ 98. Trận đấu cầm Katha còn lại nhà trên hướng khoảng dưới 6 giờ. Vâng, 31 là timeline của game thủ Tễu và đây là máy Văn Nhất. Và 21 thông tin báo về rằng là hiện tại em đang bị yếu bởi già game thủ màu 2. Rồi, một tấn quả đến từ U98. Vâng, bên kia đều thấy trận mà đội gắn lên đời. Vâng, mỗi người đều cơ cấu cho mình cái bánh xe. Và thông tin đến từ máy Hoàng Anh Nhi. Rồi, một tân dân rất to đến từ game thủ 98. Vâng, cái bên này tham lại Hitty làm sao lại khỏe. Nhưng mà trận đấu này Mạnh Hào. Vâng, Mạnh Hào đẩy quân rồi nhá. Vâng, Mạnh Hào có tân thi đấu đang đẩy quân trước cửa nhà game thủ 2 và thông tin báo về. Vâng, dường như là các game nhà trẻ mình đang chuẩn bị phối ở một tuần này lấy tham lại của Mạnh Hào. Và đây là máy game thủ Velop. Vâng, lạc đà ngồi xổm là cao hơn hẳn cung R rồi, không biết cung R Mạnh Hào. Vâng, Mạnh Hào cung R đâu. Và đây là máy game thủ Tễu. Vâng, hai nhà lạc đà bên mình đang ốp lên nhà game thủ màu 3. Vâng, Tễu chém e là đi vào giờ chăn dân đi. Trận đấu này nhà màu 3 cũng không hề đẹp. Vâng, đây là toàn những cánh rừng dừa này, nó rất mỏng. Rồi sẽ đi e tơn thi đấu này. Thực sự thời điểm này màu 3 đang cực kỳ mất tay. Đây làm tơn. Và có lẽ Hitty của anh Bách có lên cùng không? Vâng, có lẽ thời điểm này anh Bách cũng sẽ là người đẩy quân và giải quyết luôn ông màu 3. Màu 3 đang là người kéo quân về và đây là máy của Hoàng Mai Nhi. Còn về cánh bên này thì anh Bách cũng đang trong tình huống đang đưa người đi quân. Nhà 3 dưới 4 giờ anh nhá. Anh Bách 4 giờ anh nhá. Và thời điểm này quay trở lại máy của game Hitty đi. Một tuần thi đấu mà tô màu vào nhà game thủ người cầm sen. Và với tham gia là 60 đến từ máy đấu của Hitty và sự cộng với những đơn vị lạc đà của quân bên Hà Nam. Một tí tuần thi đấu này thực sự hơi khó để cho sen có thể chơi lại. Rồi một tuần thi đấu quân. Vâng, Tiễu có mặt tại đây không? Vâng, dường như là cả Tiễu nhà cả Velop cũng đang sổ vào. Vâng, tham đài 59. Vâng, tuần này ta có game thủ Tiễu. Vâng, Tiễu là tham đài bao nhiêu? 29. Vâng, cái này thì Tiễu được người không có quá. Vâng, tuần này lạc đà. Vâng, lạc đà của Tiễu đảo thôi. Vâng, có vẩy e không? Rồi, và đây là một tuần giải đến từ Hoàng Mai Nhi. Vâng, đây rơi thấy bánh mì kẹp chả. Vâng, game thủ người cầm màu 3 nó rơi vào trong. Vâng, không cửa chạy dành cho người cầm sen trong tình huống vừa rồi. Vâng, nếu như chạy, có lẽ là game thủ Mạnh Hào sẽ ngã xuống tầm vâng 10 con cung R.
Rồi bắt được một tấn cung R đến từ game thủ M3 và đây là máy game thủ Vlog. Như vậy cánh bên này Vlog đang bị Van Ver dummy. Bầu tuần thi đấu vào thời điểm này một con đi, vâng có lẽ là mình sẽ bỏ cái hốc và quay trở lại ốp nhà M3 chúng ta tham lai. Dường như chip boy trận đấu mà đánh trâu sọc giấy. Và trận này màu 2, ông màu 2 vẫn còn tham lai. Và dường như ông chip boy trận đấu này là đánh trâu sọc giấy trong cái hướng 3 giờ thì phải. Vâng, con anh Bách sẽ phải đẩy lên nhà A game thủ người cầm M3. Khi mà thời điểm này một kích lạc đà của Vlog đã đến rồi. Vâng, tờ này thoải mái chơi khi mà đây là một kích lạc đà đến từ Persian. Vâng, lạc đà chém 4 và đây là máy của Hoàng Mai Nhi. Vâng, có giải hay không chắc chắn các bạn sẽ phải người giật cung R bên trong. Anh em có thấy cái số lượng lạc đà đến từ Persian. Vâng, chưa kể vào đấy cung R, tôi là cung R tuyển Hitty. Vâng, trận này M3, vâng M3 Mạnh Hào đang thể hiện cái độ vâng thủ nhà là khá chi chạc. Ở bên kia bộ 4 sang cứu nhá. Bộ 4 đang mang vài tầm khoảng 15 con sọc giấy sang đỡ nhà cho game thủ M3. Vâng, hiện tại đang thấy trận vào game thủ M3. Vâng, Mạnh Hào đang là người ép được khá trâu cung R. Vâng, đang có khá đầu cung R dành cho game thủ M3 trong tình huống này. Vâng, quay trở lại với những màn hình máy khác đâu. Máy thủ Vlog, nhưng mà sau một tình huống mà đi một tuần thi đấu ốp lên nhà 3 thì này tụt xuống chỉ là 1-8. Khi đây là đơn vị tham lai đến từ Persian. Đây là Tiễu tham lai 20 và Văn Nhất tham lai là 12. Vâng, thấy trận mà đang là tham lai đang bị đè trong thủ bên phía chúng ta. Vâng, Hoàng Mai Nhi tham lai là 91. Và cái lẽ trận thi đấu mà anh sẽ là người giành vâng giành vào nha, giành thực có thể trong thời gian lên 4 từ thời điểm này. Vâng, cung R một bang đang khá đông. Vâng, thiếu ngay một chút thực lên 4. Rồi, đang trong thời gian lên 4 đến từ Hoàng Mai Nhi. Vâng, trận thi đấu này bên kia còn mỗi ông M4 như là ông M3. Vâng, M3 còn bên kia còn ông M3 châu cung R cũng như là game thủ M4 là bài đấu châu sọc giấy. Và không biết thời điểm này game thủ chip boy nó sóc được bao dân rồi. Rồi, thông tin báo về đến từ game thủ Văn Nhất, dường như là game thủ Mạnh Hào đang có tình huống đẩy quân lên vài đấu cờ City. Và khả năng cao thời điểm này các bạn cũng đã phán đoán ra thế mà thời điểm thời gian Hoàng Mai Nhi đang trong thời gian lên 4. Tham lai là 99. Rồi, bồi bạn đang ốp lên. Vâng, đang khá trâu cung R, vậy là có thể rèn giữ đợi lên 4 không? Vâng, xung quanh nhà Hoàng Nhi anh đã bao bế bởi những chiếc nhà BB rồi. Tờ này là một cái khe rất hẹp. Vâng, đây là một cái khe khá đẹp để cho Hoàng Nhi anh có thể thủ nhà. Vâng, tham lai là 102 và đây là máy Vlog. Tham lai là 9. Vâng, tiễu là 16. Rồi, lên 4 thành công đến từ Hoàng Mai Nhi. Vâng, như vậy trận thi đấu này dường như game thủ Chip Boy cũng là người vừa lên 4 thành công. Vâng, Roman lên 4 thành công thì bạn sẽ là đơn đánh những đơn vị đạp đôi. Vâng, sẽ là Hot, vâng Hot Hitty thi đấu với đơn vị đạp đôi, một tuần đi quân vâng lỗi nhẹ đến từ người cầm sen. Trận thi đấu này dường như là Mạnh Hào cũng chỉ là khoảng tầm 3x và 4x dân. Như vậy đây trận thi đấu mà Mạnh Hào là người thiên về ép cung R nhiều hơn.
Vâng, ta sẽ chờ đợi một trận thi đấu mà vâng Hitty trong tay Hoàng Nhi. Anh sẽ liệu rằng một trận thi đấu mà cầm Hitty vâng cân bản đồ không. Rồi chơi toàn này ra sẽ là người có lợi. Hiệp đây là cùng R Hitty và đã có lửa. Vâng, dường như thông tin báo về Envelope ăn được khá nhiều dân bên ngoài đến từ game thủ 14. Rồi trận này Roman vâng sẽ đánh đạp đôi dành cho Chip Boy. Một trận đấu mà Chip Boy nên nhớ là bài đấu dường như cũng chưa mất gì từ đầu khi trận đấu được bạn thời điểm đầu thủ về và bài đấu cùng nhà phát triển. 13 đến từ Envelope. Vâng, nhất cánh bên này dường như thời điểm này vâng với số lượng tham lai 14 thì em có lẽ cũng không làm hại được quá nhiều bài đấu xanh. Vâng, thời điểm này những đơn vị chém mình lẻ đi móc máy không hiệu quả. Vâng, đã là đạp đôi thành công.